Hi, tâm chào mọi người nha. Bây giờ hiện tại đang là 11 giờ 10 phút ban đêm nha mọi người. Mọi người còn thức không? Mình tâm sự đêm khuya chút xíu đi. Mời mọi người dùng ly trà với Tâm nha. Giờ này ngồi nhâm nhi ly trà mình cùng nhau tâm sự rồi ha mọi người. Chuyện là gì nè mọi người? Mọi người biết sao không? Hôm nay cái remote của Tâm đang xài nó bị hư nè. Đó, nó bị hư. Giờ bấm không có tác dụng gì đó, bấm nó không ăn uống gì đó. Đây nè, nó bị xét cái nhân viên nè. Sẽ chuyên viên chỗ này nè, không biết trong nó còn bị hư gì không thì không biết nữa. Đây hết hồn à. Đây nè cái remote Samsung nha mọi người. Đây remote Samsung. Đây là remote điều khiển tivi. Đây là mọi người, có người lại quen gọi là điều khiển từ xa đó, nhưng mà Tâm thì Tâm thường gọi là cái remote thôi nha. Chuyện là như vậy nè mọi người, là hôm trước á, về ban ngày Tâm đi làm thì có một người bạn của Tâm đó, thân lắm á, nói chung là rất thân luôn à, xong mới gọi điện cho Tâm nói nhờ Tâm sửa giùm cái remote. Xong Tâm hỏi tới hỏi lui, hỏi ba điều bốn chuyện, xong Tâm kêu thôi giờ đi mua remote khác đi, chứ như mọi người cũng biết rồi đó, remote bây giờ mình dễ, rất là dễ mua. Đây nè, remote rất dễ mua nha. Đó, remote dễ mua lắm. Bây giờ remote bán cũng rất là phổ biến luôn nha mọi người, rất phổ biến. Thì ví dụ như mình remote mình có vấn đề gì thì mình cứ xách cái mẫu này nè, mình đi mua thôi. Đây nè, đó mình đi mua remote, mình xách đi mua vậy thôi, có gì đâu. Remote hư nè, mọi người thấy không, Tâm nhóc luôn đó. Remote hư mà, remote hư nhiều lắm. Tại vì hư thứ nhất là Tâm không có thời gian để Tâm sửa, thứ hai nữa là mọi người biết không, remote giờ nó cũng rẻ nữa, dễ mua lắm đó. Mình cứ chạy ra mình mua thôi, mình chạy ra cửa hàng mình mua đó, mình chạy ra cửa hàng mình mua là xong. Cái remote như vậy nè tầm chừng vài chục ngàn, khoảng 25 35 ngàn tùy cái nha mọi người. Đấy, mình cứ mua về mình xài thôi. Đó, mua về xài. Đây. Đây. Đây cũng là remote Samsung. Đây. Sẵn bữa nay mình quảng cáo remote bữa nha mọi người. Đây nè. Đó. Remote Samsung. Đây là remote Toshiba. Đây. Đây là remote Toshiba LCD nha mọi người. Đây là remote LG. LG LCD luôn. À chà chà, đây là cái remote của mấy cái đầu TV box thông minh đó mọi người. TV box thông minh kết nối với TV thường, chẳng hạn như TV đèn đó, để mình lên mạng được, xem YouTube được, xem cải lương được, các cái được, chơi game được, là cái này. Nó hỗ trợ cho những cái TV như TV đèn nè, hoặc là TV LCD, nhưng mà không có wifi, không có kết nối mạng được, thì mọi người có thể mua cái đầu em bóc đó, TV bóc đó, để mình xem nha. Ủa thì như vậy thì xong, mình nói ba điều bốn chuyện xong cái người bạn nó cũng không trả lời trả vốn gì với mình nữa, xong rồi tắt máy luôn, rồi xong im luôn. Người tại công chuyện của Tâm nhiều quá Tâm cũng không có quan tâm tới nữa, Tâm cũng có hỏi han gì luôn, rồi bẵng đi thời gian khoảng tuần vậy đó. Rồi mình với cái người bạn nó cũng không gặp nhau, không gặp nhau.
Mình không biết luôn, thực ra thì mình cũng không biết như thế nào, nhưng mà thực tế thì cái người bạn đó đó sau cái cuộc gọi với mình đó thì thật ra là anh đi mua remote không có, cái remote anh hỏi mình đó anh mua không có nha, anh mua không có. À, anh giận mình luôn, anh không muốn nói chuyện với mình nữa, không nói chuyện gì hết á. Mình luôn buôn công chuyện rồi anh em cũng không gặp nhau, cứ thường ngày rảnh rỗi anh em cũng hay cà phê, thậm chí là đi nhậu chung. Xong một thời gian khoảng hơn tuần thì mình mới gặp lại bạn đó, thì mình mới biết là bạn đó mua được cái remote, không có mua được, thật ra là không có mua được, lại có ý giận mình luôn đó. Xong mình hỏi cuối cùng thì anh ấy mua không được, không có, hiện tại là cái mẫu remote nó đang hết hàng. Mà thực tế nhiều khi cũng vậy đó mọi người, nhiều khi có đợt nó hết hàng nha, hết hàng mình mua không có, cái đó kêu bạn có tiền mà mua không được đó, thì cũng khổ lắm bạn ơi. Xong cái mình nói mình cũng không có hiểu biết là bạn như vậy mà bạn cũng không nói với mình luôn. Xong rồi anh em ngồi cà phê một chút nói chuyện làm lành với nhau, xong mình nói thôi bây giờ không được remote đó cho tôi, về tôi sửa lại cho, sửa lại thì đem về sửa lại. Mà mọi người nghĩ đi, cái remote này thì mình sửa được gì trong đây giờ nha, có sửa được gì trong đây giờ? Sẵn mình hôm nay mình làm cái remote của mình rồi, mình nói chuyện với mọi người cái vấn đề remote này luôn nha, tại vì mình thấy nó cũng đơn giản quá à. Nhưng sẵn đây thì mình cũng nói luôn vấn đề này để cho có anh em nào mà không biết đó, hoặc là muốn tự sửa nhà đó thì có thể tham khảo nha. Thì mình cũng nói luôn cái nào sửa được, cái nào sửa không được, rồi sửa được cái gì trong này, thì Tâm cũng chia sẻ cho mọi người trong clip này luôn nha. Thì cái remote nó có vậy thôi nè, mở ra đây là cái vị nút nhấn của nó nè mọi người, đây là vị nút nhấn của nó nè, đây vị nút nhấn của nó, đây là vị nút nhấn mặt trên mặt dưới nè đó, mọi người nhìn rõ không? Đây mọi người nhìn rõ không? Đây đây những cái đen, những cái chấm đen này nè đó, những cái chấm đen đó đó, đó là những cái tiếp xúc nha mọi người, nó là cái mặt dưới của phím, mặt dưới của phím nè, mặt dưới của phím đây, mặt dưới có phím, đây là phím nè, chẳng hạn như phím này, đây là mặt dưới của nó, đây cái chấm đen này, mặt tiếp xúc ở dưới đây, cái mặt này nó có thang nha mọi người, thang dẫn điện đó, nghĩa là sao? Đây nè, đây là cái vỉ phím nè đó, vỉ phím đây, đây gần lên chút xíu đi, đây 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 để mọi người nhìn nha, đây nè, đây là một cái phím mặt, đây là mặt bo dưới của phím, mặt đây là cũng là cái mặt thang luôn. Thì khi mình nhấn cái nút xuống đó thì nó sẽ đóng hai cái tiếp xúc này lại nè, đây cái nút đen này nè, cái nút gùi đen đen này nè, thì mình nhấn xuống nó sẽ đóng bình thường hai cái tiếp điểm này, bạn thấy không, nó rời nè nha, khi mình đóng xuống thì nó đóng nối liền, nó sẽ nối liền hai cái mạch này lại, đây là cái mạch bên trái này, mạch bên phải đi, thì nó sẽ nối liền mạch này lại, nó sẽ thông mạch này, nó sẽ thông cái mạch này đó. Thì các trên này nó có rất là nhiều cái mặt phím dưới nè, thì mọi người nhìn nha, đây thì Tâm cũng giới thiệu sơ qua về cái remote nó có những cái gì trên đó. Đây là những cái phím nè, mỗi cái khung gì đi đó, nó cái khung gì đi cho dễ hiểu ha, cái khung gì nè,
Đó là một phím. Một phím. Đây nè, xong nó gắn vô cho mọi người xem nha. Up vô. Đây, up vô. Nha, vậy nha. Đó, đó mọi người có thấy được không? Đó. Thì ví dụ đây cái phím nè, phím này. Phím này là phím có chữ chọn này nha. Thì khi mà mọi người nhấn xuống, nhấn nút mà xuống. Đó. Nhấn nút mà xuống là mình coi nó tương ứng với cái nút. Lúc nào ở đây? Nút giữa này đúng không? Đây nè, lúc này nè. Nút giữa nè. Đó, nút giữa này đó. Thì khi mà bạn nhấn cái nút có chữ chọn nó xuống thì cái nút gùi đen ở trên cái phím dưới phím nó sẽ ăn như đây nè. Ăn như đây. Nó đóng hai tiếp xúc lại với nhau. Thì mặt phím, bàn phím có gì? Thứ nhất là có đây. Cái nút gùi đen đen này nè là IC nha mọi người. Nó là một con IC đó, nó là một con chip đó. Cái này cái vàng vàng này nè. Đây. Cái này là cái thạch anh nha mọi người. Thạch anh. Thạch anh này nó sẽ tạo xung cho cái con chip này chạy nha. Nếu thạch anh này chết thì con chip này nó không chạy. Mà con chip này không chạy có nghĩa là cái remote này vô tác dụng nha. Còn đây, mọi người nhìn nó giống con gì? Giống con LED, giống cái bóng đèn LED của mình á. Giống không? Hình dạng nó giống nha. Hình dạng nó giống nhưng mà tác dụng nó không giống nha. Hình dạng nó là giống nhưng nó không phải là một con LED nha mọi người. Nó là con mắt phát tia hồng ngoại. Nó, con này có mắt phát tia hồng ngoại nè. Bây giờ khi mà bạn nhấn một cái phím xuống đây sẽ có một cái lệnh đưa về con IC này. Thì đồng thời tại thời điểm đó sẽ có một cái lệnh từ IC này xuất ra. Xuất ra. Ngay xuất ra là tới cái đầu chân LED này nè, tới cái đầu chân con bóng phát hồng ngoại này nè ha. Mình gọi thường thường á, Tâm hay gọi nó là mắt phát hồng ngoại, mắt phát tia ngoại. Nên sẽ đến đây, nó sẽ phát ra cái lệnh đó, đó nó sẽ phát ra nhờ cái mắt phát này nó phát ra ngoài. Ví dụ như bạn nhắn cái nó phát đến cái gì, đến cái tivi mình cần điều khiển đó, hoặc là cái đầu đĩa ví dụ vậy. Thì trong cái đầu đĩa hoặc cái tivi đó nó sẽ có một cái mắt nữa, gọi là cái đó gọi là mắt nhận. Cái này là mắt phát, còn trên tivi hoặc là đĩa nó sẽ có một cái mắt nhận, nó sẽ nhiệm vụ nó nhận tín hiệu này và nó xử lý các cái ha. Rồi đây là tiếp xúc pin, đây là chân tiếp xúc pin. Đây cái chiều bên đây là cộng, đây là trừ, có cái lò xo là trừ nha mọi người. Thì cái remote thì nó cũng vậy thôi, nó có nhiêu đó thôi à, đâu còn gì nữa đâu. Nhiêu đó là hết rồi đó, nhiêu đó là hết cái vấn đề của remote rồi đó. Nó chỉ vậy thôi đó. Vậy thì remote này nó thường thứ gì các bạn? Thì sẵn mình cũng chia sẻ luôn nha. Đối với những cái remote này nó có cái thạch anh này nè. Đây cái thạch anh này. Nếu thạch anh này bị hư nha, thạch anh này bị hư thì nó sẽ không có cái xung nghiệp đó cấp cho cái con chip này chạy. Thì khi đó cái remote này hoàn toàn là không hoạt động được, là cái thứ nhất nó hay hư cái chỗ đó. Thì cái thạch anh này cái số của nó là 455 nha mọi người. Số của nó là 455. Ví dụ sau này mọi người có gặp cái remote như gì, nó đứt gãy mất cái chân này mà nó rớt mất cái thạch anh này luôn, thì mọi người nhớ là con thạch anh này là số 455 nha mọi người nha. Mình có thể đi mua cái thạch anh 455 này về mình gắn vô nha. Gắn vô là xong. Thứ hai nữa là nó hư mắt hồng ngoại nè, hư mắt 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 phát hồng ngoại này. Nếu trường hợp nó hư mắt phát hồng ngoại này thì mọi người đến chỗ bán linh kiện điện tử, mọi người mua mắt hồng ngoại này, mọi người gắn vô thôi.
Mắt hồng ngoại này nó có chiều nha mọi người, nó cũng có phân cực, nó phân biệt âm dương nha. Âm dương thì bên nào âm, bên nào dương đâu. Sao nhìn cho rõ đây. Có chưa, có chưa, có chưa. Đây nè mọi người nhìn nha. Đây nè, bên này có cái, nó có hai cái bảng nè. Đó. Đây là bên đây một cái bảng này nó lớn hơn nè. Từ chân gì lên. Lên năng vô cái bên này bên phải đi, bên này bên trái ví dụ. Thì bên phải này nè, cái miếng bản mạch này nó bự nè. Còn bên đây nó nhí hơn ha, bên này nhỏ hơn. Thì bên đây là bên cực âm, bên đây là bên cực dương nha mọi người. Cho nên mọi người lưu ý đó, cái vấn đề này khi mà mình xác định được á, nó bị hư mắt hồng ngoại này, mọi người mua về thì mọi người phải gắn đúng chiều này nha, gắn đúng chiều này thì nó mới hoạt động. Còn khi mà mọi người gắn không đúng chiều này mà con mắt hồng ngoại này tốt, nó vẫn không chạy nha mọi người. Mọi người lưu ý dùm tâm chỗ này nha, cái này chỗ này điểm cần lưu ý nha. Rồi cái nữa là lâu ngày cái chân pin này nó tiếp xúc không tốt thì mình vệ sinh lại. Còn nếu mà nó sét quá, hư quá thì mình kiếm cái chân pin khác. Chỉ có cách là gỡ trong mấy cái remote cũ mà nó còn chân pin thì mình gắn lại xài thôi nha mọi người. Cái này mua không có nha, mua không có. Đây, cái này là cũng là một tiếp xúc chân pin nữa mà của đầu còn lại nó nằm ở đây nè, nằm chỗ này nha, nằm đây đó, nhấn vô rồi xong nhấn vô đây đó. Đó xong nhé, giờ mình kiếm một pin gắn thử nha. Rồi gắn cái nắp lại. Gắn lại gì cho nó đừng xúc pin ra nha mọi người. Như vậy thì cái remote này nó hư là các cái bệnh mà của nó hư thì Tâm đã nói hết cho mọi người nghe rồi. Thì bây giờ Tâm đo thử cho mọi người xem nha. Bây giờ như thế này để sao cho nhìn rõ đây. Đây nha. Bây giờ mình bật thang đo cho DC 10V nha. Thì cái điện áp cấp cho cái remote này dài là 3V nha mọi người. Hai cục pin tiểu tức là 3V nha. Một cục 1V rưỡi, hai cục là 3V nha. Mình đo thử nè. Đây, đo ngược cực rồi. Có lại đây nha mọi người. Đây này, để lên trên chút. Đây. Đây là cực âm, đây là cực dương của cái tiếp xúc pin nãy lên đó. Nè mọi người nhìn này nha. Thang đo 10V. Nếu hôm nào có thời gian mình sẽ làm một cái clip hướng dẫn cái cách sử dụng cái đồng hồ đo này nha mọi người, với cách đo. Thế hôm nào có thời gian Tâm sẽ cố gắng làm cái clip đó cho mọi người xem nha. Thì có số anh em cũng điện thoại cho Tâm hỏi kêu chỉ cách sử dụng cái đồng hồ này nè. Thì một số anh em cũng muốn tự làm ở nhà đó. Mấy anh em đam mê đó, mình thích mấy anh em đam mê vậy đó. Thì Tâm sẽ cố gắng để làm clip để phục vụ các bạn nha. Hy vọng là các bạn có thể theo dõi nhé.
có thể tự làm ở nhà được nha. Có những cái lỗ nhỏ nhỏ như nè, mình có thể tự làm ở nhà được thì mình khỏi mang đi thợ, thì mình đỡ tốn tiền thôi, đâu có gì đâu. Tiền đó để tiết kiệm nha mấy bạn. Thời buổi kinh tế bây giờ đó, tiết kiệm được gì tiết kiệm đó, cái gì cũng tiền không mà bạn ơi, tiền không à, bước ra ngõ là tiền à, chuyện cũng tiền hết trơn á, cũng tiền hết trơn á. Cho nên là mình nó tiết kiệm ok, ít nhiều gì tiết kiệm là ok nhất. Đây nè, bây giờ chỗ này nó là 3V nha mọi người. Đó thì cái 3V này nè, cái đầu dương 3V này nó sẽ ăn lên cái chân cộng, cái cực dương của cái của con gió thoát thoát hồng ngoại đó nha mọi người. Thì mình đo thử nha, này mọi người thấy không, đây chết cha, kéo xuống chút mới nhìn được nè, tầm đầu lại cho mọi người coi nha. Đây lên lên hai bên máy gần 3V đó nha mọi người. Đó tức là như vậy nè, đây là cực cực âm của nguồn điện, đây là cực dương của cái nguồn điện, nên hai cục pin lên đó, này là âm này là dương nha. Thì nguồn dương này nè, nó sẽ có một cái đường mạch nó chạy ra đây, nó đi thẳng lên nè mọi người nhìn nha. Đây nè, cái đường mạch ngoại biên đó, ngoại biên ngoài nè, đây nè, từ đây là đường điểm dương của pin nè, lên đây nha, lên đây đó, nó ăn lên cái chân cực dương của con giót hồng ngoại này nha mọi người. Thì cái mình gì mốt mình mà không có tác dụng đó, bấm nói chung bấm mà không có tác dụng đó, thì đầu tiên mình kiểm tra là kiểm tra gì trước, kiểm tra có nguồn này không, đó nguồn này có, ba bên này có. Thì tiếp tục mọi người sẽ đo giùm tâm một que đen, mọi người cắm vô mắt điểm mắt nè, điểm cực âm của nguồn nè, nguồn pin nè, nguồn que dương. Mọi người đo lên đây giùm tâm luôn, đo ngay cái chỗ nãy tao mới đo đó, đo đây nha, đo này, chỗ này phải có 3V nha mọi người. Khi chỗ này có 3V mới ok nha. Còn khi mọi người đo lên đây mà mất 3V thì sao, là bảo đảm không bao giờ chạy được, không bao giờ remote hoạt động được. Thì nếu mà trường hợp mà không có 3V đó thì nguyên nhân là đứt cái đường mạch này thôi, đứt cái đường mạch từ từ cái điểm dương này nè, chỗ pin lên tới nhớt, lên tới nhớt đó. Cái đó là điều lưu ý thứ nhất. Cái lưu ý thứ hai nữa là mọi người đo cái sóng này, tại khi mà mình nhấn một phím xuống thì cái lệnh đó đó nó đưa về con chip này, chip này sẽ ra một lệnh từ trong đưa ra nha, đưa ra đây, đưa đưa ra con gió thông ngoại này nè, để nó phát ra ngoài đó. Cho nên bây giờ mình đo cái sóng nó coi nó có hay không nha. Giờ tao đo thử cho mọi người coi nè, muốn đo cái đó được thì mình phải gắn cái mặt phím vô đây. Rồi mọi người cố gắng nhìn nha, đây hơi khó nhìn, để tâm zoom lại cho nó rõ này. Đây bây giờ mình đo ngay đây nè, đo ngay cái đầu tiếp xúc của con giới thông ngoại luôn nha. Giờ mình thử bấm phím này, nó có xung nha mọi người, đây nó có xung, mọi người thấy, nhìn mọi người quan sát kỹ giùm tâm nha. Đấy mọi người thấy mỗi lần tâm nhận cái phím số là cái
cái kim nó dao động lên xuống nha mọi người. Cho tôi chỉnh cái thang đo nhỏ xíu cho mọi người nhìn cho dễ hơn nha. Kéo gần lại chút cho dễ nhìn nè. Bây giờ tâm chỉnh cái thang đo xuống nhỏ xuống xíu để cho mọi người dễ nhìn cái sóng đó nè. Đó. Mọi người thấy không? Kim dao động lên đó. Đó, dao động lên nha. Đó. Đó, dao động lên nha. Đó, lên rồi đó. Đó, tức là cái sóng mà trong cái remote, cái sóng mà điều khiển từ cái con chip này nè đi ra tới con gió thằng ngoại này là ok nha mọi người. Khi mình đổi tới đây, tất nhiên là mình khẳng định là cái sóng từ cái con IC điều khiển này nè, nó điều khiển cái xung định ra ngoài á là tới cái chân này là đã ok rồi nha. Đó, bây giờ tâm hạ thằng thấp xuống xíu nó đi cho mọi người dễ nhìn nha. Đó, mọi người thấy nó dao động nhiều hơn không? Đó, mọi người thấy không? Đó, dao động nè. Giờ tạm zoom gần lại chút xíu nha. Bây giờ tạm zoom gần lại mọi người nhìn nha. Bây giờ mọi người nhìn kim những dao động như thế nào nha. Đó, mỗi lần tao bấm nè, tao không bấm nữa nè, tao bấm nè. Nhắn nha. Nó giờ mọi người thấy không? Nhấn xuống đây kim nó dao động đó. Mọi người thấy chưa? Đó. Đó. Thì khi mình làm được tới đây, mình kiểm tra được tới đây, tới cái mức này rồi thì mình có thể khẳng định là remote hoạt động tốt rồi đó. Ngoài giả dụ như bây giờ tới đây mà nó bấm tivi nó ngoan nữa thì sao? Bấm tivi nó không chạy nữa thì sao? Thì cái cuối cùng là mình cần phải nói tới đó là con mắt phát hồng ngoại này nè, nó không chạy hay là nó bị hư rồi đó mọi người. Thì khi mình đo ở đây, mình bấm mà xung nhịp nó nhịp như vậy đó mà remote vẫn không chạy nữa thì mình đi mua cái con vớt hồng ngoại này nè, mình về mình thay vô thôi. Nhưng mà thay mọi người nhớ, mọi người thay đúng chiều nha thì nó sẽ chạy thôi. Thì remote thì chỉ có vậy thôi chứ không có gì mà nói nhiều hết trơn á, vòng vòng có như đó. Thì sẵn đây tâm nhớ kỷ niệm xưa tâm chia sẻ cho mọi người luôn nha. Tại vì thường thường á là gì mốt mình mua là có hết á, ba bằng là có hết chứ không có thiếu. Nhưng mà có khi nó ngặt nghèo cái là nó không có rồi sao, mà mọi người nghĩ đi, gì mốt mà không có thì chuyển qua quay tay là mệt lắm mà nha, quay tay là rất mệt. Cho nên là ngặt lắm thì mình cũng phải quay tay thôi. Nhưng mà giờ cách tốt nhất là đi mua remote xài cho nó thuận tiện, chứ để quay tay lâu ngày vài tháng ảnh hưởng sức khỏe là mọi người mệt lắm á, bấm mệt bỏ tay lắm á. Thì bây giờ tâm cũng chia sẻ cho mọi người cái kiểm tra như là cái remote các bước là kiểm tra gì đó nha. Thì vòng vòng đi có nhiêu đó thôi chứ không có gì đâu. Bây giờ mình chốt lại cái đi ha. Bây giờ mình chốt lại cái chốt lên cái nè. Bây giờ remote, bây giờ mình có nguồn pin nha, nguồn pin nha, 3V DC là điện thế một chiều nha mọi người. Đây bên này nó sẽ cấp vô con IC nha. Điều kiện cần cho nó chạy là phải có nguồn 3V DC. Đây là mát, mình kêu là chữ G ha. Đây là cộng đi, B cộng cũng được. Thì khi mà có nguồn 3V cho DC, 3V DC cấp cho con IC là cái con chip đen đen này đó, thì nó cần cái gì để nó chạy nữa nha mọi người. Nhớ giùm tâm chỗ này nha, nó có một cái con thạch anh này nha, thạch anh 4455 không ta, 455 thạch anh 455 coi kỹ lên cái đi, quên nó bị nó bà chết à.
Nhà để tâm gọi lại cái. Hình như là tâm nhớ là vậy đó. Gọi lại cái. Bốn năm năm nha mọi người. Anh 455 màu màu vàng nha. Màu vàng vàng cam á. Màu vàng cam nha. Đó thì nó phải cần con tần anh 455 này nó tạo xung xung nha, xung nhịp. Giống như nhịp tim vậy đó, nhịp tim cấp cho con xe này vậy. Thì để như xe này chạy được, thứ nhất là phải có nguồn, thứ hai là có thạch anh 415 tạo xung cho nó chạy, hay được cái này cho nó chạy. Thì khi nó chạy được thì nó làm gì, nhiệm vụ của nó làm gì, nó có tác dụng gì nha. Thì nó có sẽ có đường 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 in và đường out. Đường in là đường 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 gấp vào đó nha. Thì mình vẽ sơ bộ cho mọi người coi thôi. Đây là những cái phím này đó, thì mình gọi tắt đây là mình gọi là ma trận phím nha mọi người. Thì trên đây nó có những cái phím các cái trên đó, ma trận phím. Thì ma trận phím là đường đường vô đó, đường vô tác động vô cái con IC này nha. Khi mình nhấn phím đó, khi mình nhấn phím á, khi mình nhấn phím nó sẽ tạo một cái lệnh vô trong con IC này. Tùy mình nhấn phím nào thì nó sẽ tạo mỗi cái lệnh khác nhau vô con IC này. Chỉ con IC nó mới hiểu thôi, mình không hiểu đâu. Tâm cũng không hiểu luôn. Tâm không biết. Tâm không biết nó như thế nào, tâm biết là khi nào mà nhắn, chỉ tâm chỉ biết là khi mà nhắn một cái lệnh vô thì khi mà nhắn một phím xuống nó sẽ tạo một cái lệnh vô đây thôi. Lệnh nó bảo đảm là sẽ khác nhau. Giống nhau là nó sẽ không hiểu được. Là đường đường này là đường in in nha. Đó. Thì đường ao nó đi đâu? Đường ao này là đường ra nè nha mọi người. Khi mà có lệnh vô thì đồng thời tại thời điểm đó sẽ có một lệnh ra luôn nha. Ra thì nó sẽ đi đâu? Nó đi mất là mất lại mất hồng ngoại đó mọi người. Mất hồng ngoại đó. Cho nha. Cho mình vẽ đây là giống cái con gió thôi nha, cũng gì đây nha mọi người đó. Nhưng mà gió này là giống như gió thôi, nên là vậy nha. Có sai sót bỏ qua giùm nghe mấy lỡ tiền bối. Lâu quá con quên chú ơi. Cái này là mắt khoác hồng ngoại nha mọi người. Mắt khoác hồng ngoại thì chữ tắt trong điện tử nó còn ghi là chữ Y R nha mọi người, mình làm quen luôn nha. Thì đây là cực dương nè, đầu này là coi như cực dương của con nhớt nè, cái này là cực âm nè nha. Thì con mắt này nó sẽ phát kia ra, nó phát tia ngoài ra. Chỗ này mình đo được 3 V nè, chỗ đầu dương nha. Chỗ này nếu như vậy mình thấy vẽ gì mới đúng nhá. Cấp cho đồ âm sóng ra, sóng từ remote ra cấp cho đồ âm nha. Thì chỗ này nó chỗ này là 3 V nè, 3 V DC nha mọi người. Cái 3 V này, cái 3 V này nó ăn vô đường 3 V này nè nha. 3 V này nè năng như đường qua bên này. Cho nên nãy tao mới nói mọi người đó, khi mình kiểm tra là mình kiểm tra đo mát, đo nguồn cái này, hai cái chỗ pin như này có chưa. Nếu có rồi mình đo một chân mình kẹp mát, một chân mình đo 3 V này có chưa nha. Nếu có rồi á thì á, là cái đường mạch nó thông rồi. Nếu chưa có thì mình coi đường mạch đứt đâu mình hàn lại thôi. Tiếp theo là mình test sóng như kiểu nãy tao test sóng cho mọi người coi rồi đó. Thì nôm na nó chỉ có vậy thôi. Thì cái remote là mạch nó chỉ vậy thôi đó mọi người.
Ban bệnh thì nãy Tâm cũng nói rồi hết rồi. Thì mọi người nếu mà có gặp trường hợp gì mà mình cần tự sửa nhà đó, hoặc là gặp những cái remote mà hiếm không có đó, hoặc là những cái remote mình mua nó hơi mắc tiền, thì mình có thể coi mình sửa được, mình sửa đỡ tốn tiền nha mọi người. Thì chia sẻ của Tâm đến đây thì cũng tạm đầy đủ ha mọi người ha. Hy vọng là mọi người có thể giúp ích cho mọi người lúc cần nha. Thì nếu mọi người có cần thì mọi người có thể tự sửa cho mình nha. Rồi Tâm cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian theo dõi clip của Tâm nha. Nếu thấy clip hay thì mọi người có thể chia sẻ, đăng ký kênh, chia sẻ cho mọi người cùng xem nha mọi người, để mình có thể làm được lúc cần nha mọi người. Cảm ơn mọi người nha, xin chào mọi người.